tiếng Đức tiếng Việt lên hà. Thôi ăn luôn khỏi tụng kinh mà. Ừ. Không thử thử mới tụng kinh luôn. Giờ mình ăn học về lộn tụng tiếng Việt Nam coi được không? Ta coi rành rỗi không? Được được. Mình nhớ mình người Ấn Độ, người Thái Lan, người Campuchia gì đó, người Lào vậy. Ở nay mình quốc tiếng Việt coi rõ không nha. Đúng rồi. Coi thằng nào mà tao hồi xưa giờ tao chưa bao giờ nói tiếng Việt được, bữa nào tụng kinh tiếng Việt coi rõ không nha. Thầy chưa nói tiếng Việt luôn à? Ừ. Nào giờ nói tiếng Việt chứ tiếng Anh tao chưa bao giờ nói được mà nay tập nói tiếng Việt. Không, trời thầy tụng kinh tiếng Anh cái VIP luôn á. Nó là VIP. Ta chan kinh. Hay là kinh, hay là kinh kinh, hay tiếng kinh, hay tiếng Anh đó, hay là walking. Tại vì tụng kinh tiếng Anh là mọi người sáng hồn hết luôn. À, hay quá kho, hay quá khơ. À, tao nói tiếng Anh đó. Còn tao nói tiếng em. Em yêu anh, mà anh có yêu em không? Tao là I love you, hay you love I love you, hay I love you. Hai lớp vú, hai lớp bú. Hai lớp vú luôn. Ờ, tao nói tiếng Anh tiếng em rõ ràng. Không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường thanh tịnh pháp hăng tỳ lô giả na Phật hiện bá ức quá hăng Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Hợp phương tam thế nhất thiết chư Phật đại trí văn khụ sửa lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát đại bi quan khế âm Bồ Tát chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tam đức lục vị cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường nhật phẩm Phật khởi đứng biển chúng sanh thiện diệt quy hợp pháp hỷ chứng thứ nhất nguyện đoạn nhất thiết ác, chứng thứ hai nguyện lớn nhất thiện, chứng thứ ba nguyện độ nhất thiết chúng sanh, ngũ quán quán thứ nhất kể công nhiều ít người đem đến cúng chứng học về lộn, quán thứ hai xét đức hạnh của hiếu mà họ chứng học về lộn, quán thứ ba người kham sân si là cõi gốc, quán thứ tư chính là vị thuốc hay để chữa bệnh thu gầy, quán thứ năm vì hành đạo mà độ chứng học về lộn này. Bài bản ghê đó. Quá bài bản luôn. Mời thầy ăn chơi. Từ chứng... miếng điện xa xôi mà gửi về mua 5 thiếu dịch cũng cắt công ghê. Công biết trời ơi nó ngon ơn sướng sướng thầy sướng. Miếng điện là ở đâu thầy? Mười khó mới nói ở Myanmar sướng này. Qua trường đại học mở tổ chức chương trình 10 nước Asia. Thầy đến thầy chụp hình quay phim. Mà sao thầy đọc tiếng Anh chuẩn ghê vậy thầy? Asia là chuẩn đó. Tại vì tao học ăn gì lộn. Thưa tao là... học gì lộn tao lộn lử tao nói. lộn lử tao nói chứ tao có. Như mấy người mà không biết tiếng Anh nó là Ocean. Đúng rồi. Ocean. Asian. Còn thầy nói Asian trùm đó nghe. Asian. Nói tiếng Anh không phải dở đâu nghe. Asian. 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 Ghê thầy dữ quá. Mày thì dễ đâu em. Thì dễ tao không biết nói tiếng em hay sao. Tụi bay cứ anh tao em. Tưởng là thầy giống tiếng đúng Anh. Đúng rồi hả? Rồi biết không? Không? Tụi hỏi em. Em dễ thương quá. Tưởng đâu thầy cứ không biết em chứ em có cho liếm cái lem không? được có lý à. Nếu mà cà lem của em như vậy là anh yêu em suốt đời. chết chưa vô lòng người luôn. Em nước suối 3 lít chết rồi biết không? Mà nói dữ mày. Thầy đang ăn vị thuốc hay để chữa bệnh hao gầy. Thầy lại gầy quá. Nhưng mà đem lên đây nó nguội rồi nè. Không quá nóng. Đường xa quá thật. Thầy thích ăn cục dài không thầy?
hết. Nhưng mà cái mài á, nên là ta nói ăn đang ăn cái mu à. Vô duyên xíu vô duyên ra ăn cái mu, ta nói cái mu mu gì nói rồi bị ganh tị không. Nghe nói kém mày không. Người ta muốn khen em mày khó sao con có vợ mà sao cũng con đẹp trai không đổ vậy con. Vợ chăm sóc kỹ quá hả? Đấy hả? Sao cũng nhỏ thế nào thì biết lo cho chồng thì ớn lo. Thế thầy nói con nói đơn giản nhưng mà được lấy đồng người ta ha. Đi chơi với gái thì không có tiền cho tiền đi chơi luôn. Vậy hả? Thấy không? Vợ lo cho chồng, anh cứ chơi gì chơi thoải mái đi, về biết chăm sóc vợ và con được rồi. Đúng không? Cho mình ngu mình không biết nuôi không biết dưỡng. Đi đâu làm gì mình đừng có hỏi nhau quá. Thấy không? Anh đi đâu làm gì đi đi hoài. Hỏi mất tự do thôi. Với cái vợ chồng mất tình cảm nha. Nhiều cái mình hỏi đi làm cũng hỏi mà đi chơi cũng hỏi, ví dụ nghỉ làm về nhưng mà đi cũng nhiều, đi không mát, đi uống cà phê hay là hẹn hò với bạn bè để uống ly gì đó nhâm nhi gì đó vô. Cái nào vợ nói cái vợ đó, anh đi chơi với gái nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cái đó hay được, cái này được câu này có lý không. Anh chơi với gái nhớ giữ gìn sức khỏe, chơi ít thôi nha. Anh chơi anh chơi mà về anh ngủ riêng em là hãy có vấn đề không. Chơi gì chơi kỳ cục, chơi mà về không còn đủ sức khỏe, chơi mà về còn ngủ trong nữa. Phần ai lấy ngủ. Lấy cái gói riêng nằm chỗ gấp. Nó không biết ông chồng tôi cũng làm cái gì đây mà mắc sách quá. Không còn cái gì hết. Nhớ về tôi ngủ mà còn đánh dậy, hớt dậy đi. Còn giờ hả, còn ru em ngủ đi, anh ngủ sao. Chết rồi. Chắc em ngủ trước. Thầy giỏi tư vấn mấy chuyện tình cảm gia đình. Đúng rồi, tâm lý. Đúng rồi. Bữa nào thầy dạy tâm lý à? Giải quyết sinh lý nam và sinh lý nữ. Đúng rồi, chuyên gia. Xong nó khỏa mãn chưa? Về chưa? Không, trong đại học mà ta nói có cái môn tâm lý học á và sinh lý học á. Không có học chưa? Mày nói học đại học mày có học môn đó chưa? Chưa luôn. Kỳ ta, sao mà không có môn đó? Môn đó học hồi lớp 2, cấp 2 kìa. Làm gì cấp 2, cấp 3 có mày? Có. Bậy. Mày làm như học sinh. Cái lúc mà tuổi mấy giờ thì là học môn sinh lý đó. Ủa mày tự học mày thì có. Học trên mạng đó thầy. Trường nào dạy? Mấy nước Nhật nó dạy thầy. Đúng rồi. Học trên phim ảnh. Đó đúng rồi. Cái tâm lý người ta dạy trường đại học mới có. Còn học cấp 2, cấp 3 làm gì có mày. Có môn lý, môn sinh. Chứ không có môn môn cái tâm lý. Ủa răng rớt mất rồi thầy. Nhảy nguyệt còn sống hả? Kỳ quá mày luộc gì kìa. Luộc luôn bị còn sống kìa đó. Nhảy luôn à. Ăn trứng lọt, ăn trứng bổ trứng. Hai trứng, mẹ ăn mấy trứng? Con á. Con ăn có một chục. Để đấu thua hại. Cũng 50-90. Nhưng mà nãy quên ha. Rồi lên thầy phải hâm lại. Hâm cho nó nóng. Mới ngon. Nó ngửi cái nó hay mùi. Thầy ăn trứng gì thầy? Trứng hột vịt lộn. Ủa thầy, thầy ăn cái trứng hột vịt lộn mà vì sao thầy lại hấp cái nước đó thầy?
cái nước nó là ảnh bổ. Ờ, trời ơi thạng ngon quá ha. Thì nó nguội cái này nó hâm lại thì ăn nó sẽ đỡ tanh. Vậy thôi. Nó nguội quá nguội luôn à. Như ăn trứng vịt lộn là nó bổ gì thè. Cho nguội không? Đó. Nó bổ gì đây? Bổ cu. Ủa thầy ăn trứng vịt lộn mà sao nó lại bổ con cu ở đó bay trên trời? Không biết nữa. Ăn vô cái nó thanh to à. Thì cởi bộ à. Ăn vô cái tự nhiên cái nó khỏe ra. Tự nhiên nó phình ra bự hơn lúc nãy. Bỏ cái mời đừng ăn cái mời thầy. Thầy. Chừng nào? Ừ. Chừng nào? Thằng nói gì quá đáng mày. Thầy nữa không dễ mà. Ủa cạo gió thấy chút tiêu. Mày cạo gió chứ mà mày cạo gió thì mày thấy mày ngồi nói chuyện. Chút quốc. Được. Chút ác à anh Tấn. Chút ác. Bữa nào tao bắt cạo đó luôn. Cạo vòng tròn. Cạo giờ luôn đi. Coi ra gió. Thôi mày cạo xong mày nghiện rồi nói với mày bỏ vợ mà heo tao luôn. Anh nói trời ơi. Công nhận thầy cũng được cái bộ. Mà thấy lạ sao? Ừ. Thấy bọn này thầy dẻo dai chơi tốt. Thầy cởi áo rồi thầy đưa lên TikTok luôn nha. Ừ. Ghê thật ai ghê quá, body ghê quá. Để mày nghe bài hát hả? Nghe sao? Khử mùi hôi nách là giết hiệu về à. Nước kha cho đừng nam nữ không có hôi nách. Cầm vách rồi ra dỡ nách lên nè. Thầy mà đang body rồi thầy giữ rồi mà thầy khoe lên TikTok luôn ghê thầy. Bữa nào tôi đi biển tao lọc ra hết luôn. Đi nào lắc cái gì thấy luôn. Có nào cá nó cắn rớt không? Không, ngậm luôn á. Cá nó ngậm luôn á. Không, không đâu có vô hầu cá rồi. Cửa Phật à. Mình thầy nói về Phật Pháp hả thợ. Trời ơi thầy nói gì mà Phật Đao. Hôm nay là ngay tổ kiến. Thầy nói gì mà nói như kiến quá rồi. Ừ. Ủa sao thầy không bự luôn hai trứng luôn đi thầy. Phải ăn để cho người khác. Chỉ đã rồi. Nó nguội. Nguội à? Nguội quá. Ăn ít thôi. Ăn nhiều sung sức sao.